Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi uống sữa ở Tiền Giang khiến hai người tử vong và một người nhập viện cấp cứu. Theo đó, nguyên nhân vụ ngộ độc khiến cho nhiều người choáng váng khi cơ quan chức năng xác định chính thiếu niên sinh năm 2009 là người dùng bả chó bỏ vào sữa với mục đích đầu độc bố ruột. Bên cạnh những vấn đề cần làm rõ về động cơ gây án, việc có đồng phạm giúp sức cho đối tượng để thực hiện tội ác hay không cũng là điều mà dư luận băn khoăn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa thông tin cụ thể vụ con ruột đầu độc cha và bà nội bằng bả chó, khiến hai người tử vong, một người phải nhập viện cấp cứu, xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 10, tại hộ bà Phạm Thị Phấn, 83 tuổi, trú tại ấp khu phố xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, phát hiện con ruột bà Phấn là Phạm Văn Yên, 45 tuổi, sống chung với bà Phấn tử vong trên giường. Gia đình nghĩ ông Yên tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng, không trình báo cơ quan chức năng. Đến tối cùng ngày, con ruột bà Phấn là bà Phạm Thị Mỹ Cơ, 53 tuổi, pha sữa cho bà Phấn uống. Khoảng 5 phút sau khi uống hết sữa, bà Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình vẫn nghĩ bà Phấn qua đời do bệnh lý nên tổ chức mai táng và cũng không trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 10, con ruột bà Phấn là ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, tiếp tục pha sữa uống. Cũng là sữa bà Phấn uống trước đó và có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, khó thở nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An, Loan Trầm, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ông Tân được chuẩn đoán bị ngộ độc nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Được biết, bà Phấn và ông Tân uống cùng một hộp sữa. Đến thời điểm này, gia đình mới báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, tiến hành các hoạt động điều tra xác minh. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu được tại hiện trường và kết quả điều tra xác minh đã xác định con ruột ông Yên là Phạm Minh Quy, sinh năm 2009, có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên thiếu niên này và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm 2021, đối tượng bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột. Khoảng từ 2 đến 3 năm gần đây, buổi tối Quy về nhà ngủ tại nhà của bà nội và cha, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Yên là người thường xuyên uống rượu, nhiều lần kêu cha bỏ rượu và bị ông Yên la mắng nên thiếu niên này nảy sinh ý định sát hại ông Yên. Khoảng tháng 8 năm 2023, Quy quen một người tên là NPD, 39 tuổi, ngụ tại ấp Bình, xã Hòa Hưng và biết người này có thuốc bả chó. Ngày 13 tháng 10, đối tượng cùng em ruột gặp ông NPD để xin thuốc bả chó về. Sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà bà Phấn và ông Yên hay uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Yên tử vong. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự và bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Minh Quy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra những tình tiết liên quan. Việc lên kế hoạch sát hại cha ruột và mua chất độc để thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng cũng dấy lên những băn khoăn về việc có đồng phạm giúp sức hay không. Trước sự ra tay tàn độc của con trai, bà T, mẹ ruột Quy, trú tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kể. Qua mai mối, bà kết hôn với ông PVI, 45 tuổi, ngụ cùng huyện. Vợ chồng bà có 3 con chung, Quy là con cả. Theo người phụ nữ này, hôn nhân của vợ chồng bà trục trặc do ông Y hay nhậu nhẹt. Bà đã khuyên răn không được. Ngày Quy lên 6, vợ chồng bà ly thân. Bà T kể, lúc đầu Quy sống cùng tôi ở nhà ngoại. Khoảng 2 năm nay, ông Y đón cháu về ở vì nói bà nội nhớ cháu. Thấy vậy, tôi cũng đồng ý. Hai em của Quy, một đứa nay học lớp 7, đứa lớp 5 vẫn ở cùng tôi. Mẹ nghi phạm cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên khi học hết lớp 7, Quy chủ động xin nghỉ để phụ mẹ chăm lo cho hai em. Thời gian qua, Quy cùng mẹ làm việc tại vựa trái cây của người họ hàng. Mẹ Quy nhớ lại,
Ban ngày Quy làm ở vựa, tối thì chạy về nhà nội ngủ. Trước khi xảy ra vụ án, tôi thấy con bình thường như mọi ngày, không có biểu hiện khác lạ. Thường ngày Quy ít nói, không tâm sự gì với tôi. Ông Phạm Minh Thái, 51 tuổi, trưởng ấp khu phố xã Hòa Hưng, đồng thời là con trai thứ 6 của cụ P cho hay, Quy bỏ học sớm và dọn về sống với bà nội và cha được vài năm. Ông Thái buồn bã nói, y có uống rượu nhưng việc cha con họ có cãi nhau hay không tôi không biết. Ban ngày cháu đi làm, tối mới về nên chúng tôi ít gặp gỡ. Khi nghe thông tin công an cho biết Quy có liên quan đến vụ án, cả nhà ai cũng bàng hoàng. Đây là sự việc quá đau xót. Với động cơ đầu độc cha ruột, Phạm Minh Quy đã đạt được mục đích khi ông Yên là người tử vong đầu tiên. Nhưng hành vi liều lĩnh của đối tượng lại trực tiếp lấy đi tính mạng của bà nội và khiến bác ruột phải nhập viện cấp cứu trong nguy kịch. May mắn ngày 20 tháng 10, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, bác ruột của Quy đã xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 10, bệnh viện tiếp nhận ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, thở máy, huyết động không ổn định, mạch nhanh, nguy cơ tử vong cao. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, ngày 15 tháng 10, ông Tân uống khoảng 50ml sữa bột. Sau đó choáng váng, nhức đầu khó thở, buồn nôn. Chỉ 5 phút sau, ông không thở được và không nhận biết được xung quanh. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, ông này chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi hội chuẩn, các bác sĩ nhận định đây là ca ngộ độc cấp, biến chuyển rất nhanh. Việc điều trị khó khăn do ông Tân có bệnh nền là xơ gan và cao huyết áp. Các bác sĩ đã cho ông Tân thở máy lưu lượng cao, truyền dịch, ổn định huyết áp, lọc máu. Sau vài giờ, nạn nhân có dấu hiệu đáp ứng và cải thiện. Những ngày tiếp theo, ông Tân được lọc máu 3 lần. Đến nay, kết quả xét nghiệm cho thấy đã loại bỏ tất cả chất độc ra khỏi cơ thể. Ông Tân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, đủ tiêu chuẩn xuất viện. Theo bác sĩ Lê Quốc Hùng, trong quá trình cấp cứu cho nạn nhân, bệnh viện nhận được thông tin mẹ và em trai của người này đã tử vong trước đó. Cả ba người đều có sử dụng chung một hộp sữa bột. Do đó, các bác sĩ suy đoán khả năng đây là một chùm ca ngộ độc cấp. Dựa trên diễn tiến lâm sàng, cận lâm sàng, diễn tiến của tình trạng nhiễm độc, các bác sĩ nhận định chất độc này thuộc nhóm độc tính cực cao, không màu, không mùi, không vị, khiến người uống không phát hiện ra bất thường. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng cho biết, câu hỏi đặt ra với chúng tôi, đây là chất độc gì mà xảy ra ngộ độc rất nhanh? Chỉ trong vòng 30 phút đổ lại sau khi các người bệnh tiếp xúc, chúng tôi chỉ có thể nhận định chất độc này có mức độ độc cực kỳ cao. Các bác sĩ nghi ngờ đến một chất độc khác như cyanua, các nhóm thuốc trừ sâu, arsenic, strychnine và botulium. Tất cả chất này đều kịch độc, gây ra những ca tử vong rất nhanh sau khi tiếp xúc, ở nhiều dạng khác nhau. Nhưng dạng đặc biệt chung là màu trắng, không màu, không mùi, không vị. Tuy nhiên, chính xác độc chất này là gì sẽ do cơ quan chức năng công bố khi có kết quả xét nghiệm mẫu sữa trước đó. Về chi phí điều trị, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, số tiền viện phí đã được các mạnh thường quân hỗ trợ. Phần tiền hỗ trợ còn dư và toàn bộ số tiền gia đình người bệnh đã tạm ứng trước đó sẽ được hoàn lại tất cả cho người bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra những vụ trọng án giữa những người có quan hệ huyết thống hoặc có tình cảm thân thiết gần gũi. Đó là báo động đỏ về sự xuống cấp, băng hoại về đạo đức, văn hóa ứng xử trong xã hội hiện nay. Đặc biệt là những chuẩn mực truyền thống, giá trị văn hóa, đạo đức đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của những thanh thiếu niên đầu độc cha mẹ có thể là hệ quả của những áp lực dồn nén một thời gian trong gia đình. Họ là thủ phạm, nhưng sâu xa có thể cũng là nạn nhân trong chính những bi kịch đó. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.